Chào các bạn, chiếc tai nghe Bluetooth này của Sony sẽ giúp cho chúng ta nghe điện thoại mà không cần phải ép nguyên một cái điện thoại to như chiếc nhíp Ancha này vào mặt, hoặc là chúng ta có thể sử dụng hai cái điện thoại một lúc cho cái tai nghe Bluetooth đó. Và bởi vì nó là của Sony và nó được thiết kế cho những cái điện thoại Android mới nhất của họ, đâm ra nó có nhiều tính năng hay, như là NFC có thể kết nối được hai cái điện thoại cùng một lúc, có thể đi mưa đi nắng, tức là chống vào nước, và đặc biệt là nó có thể tải những cái phần mềm, tức là khi nó kết nối với cái Z Ancha hay là Z1 hay Z gì đó, nó sẽ tự động lên cái App Store tải những phần mềm để giúp cho chúng ta có thể kết nối nó tốt hơn, điều khiển nó tốt hơn trên điện thoại. Bây giờ mình xin mở cho các bạn xem. Và đây là cái tai nghe Bluetooth mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là cái Sony SBH52. Thì những tính năng đặc biệt của nó được Sony in lên đây, ví dụ như là nó có khả năng chống vào nước, thì tương tự như những cái điện thoại cao cấp của Sony bây giờ nó chống vào nước, và nó có cái FM bên trong, tức là chúng ta có thể nghe FM trực tiếp không cần qua thông qua máy. Nó có thể kết nối với hai cái điện thoại cùng một lúc, Bluetooth và NFC. Thì với những cái tai nghe mà có cái kết nối NFC, nó sẽ giúp cho chúng ta kết nối tai nghe với điện thoại nhanh hơn 42 lần so với những cái tai nghe mà không có NFC. Ở trong hộp thì chúng ta sẽ có cái tai, cái để nhét vào tai nghe, cái chính, mấy cái cục đổi kích thước của tai và cái dây sạc. Bây giờ mình sẽ mở ra. Sách hướng dẫn không quan tâm. Đây, chúng ta có những cái núm cho những cái người phù hợp với những cái kích thước tai khác nhau. Chúng ta có một sợi dây micro USB ngắn rất là đẹp, rất là xịn của Sony. Ở đây là cái tai nghe. Vậy là cái phần xài được của chúng ta là ba cái này. Bây giờ mình sẽ nói thêm về cái này. Thì mình sẽ bóc cái tem ra. Bình thường các bạn có thể cắm cái dây này vào trên cái thân của tai nghe Bluetooth. Cái dây này nó có chỉ chức năng là tai nghe thôi. Đó, tai nghe. Và các bạn lưu ý là nó không có cái mic ở trên cái dây này. Nó sẽ dùng cái mic ở trên đây. Các bạn cắm cái tai vào đây, hai cái này để nghe, nói mic vào đây. Đó, hoặc là chúng ta có thể nói trực tiếp ở cái tai này, nó có cái loa ở đây và cái mic ở đây. Và thậm chí là chúng ta có thể dùng nó như một cái speakerphone, nó có cái loa ngoài rất là to, các bạn có thể bật loa ngoài lên và đàm thoại trực tiếp cái này.